Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Và ngày hôm nay thì đúng hẹn chúng ta sẽ gặp gỡ lại cô Đặng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ hình ảnh mới của cô Đặng sau những ngày phục hình năng sứ tại Nha Khoa An Tâm. Dạ, xin chào cô Đặng ạ. Hôm nay thấy cô rất là tươi trong cái nụ cười mới này. Thì cô có thể chia sẻ cảm xúc lúc này của cô sau khi mà mình làm xong năng sứ tại Nha Khoa An Tâm không ạ? Cô thấy làm xong trang sứ đây thì tự nhiên thấy là nó rất đẹp, đẹp mà thấy trẻ hẳn là 10 tuổi luôn. Bạn ơi, thì cô sau khi mà mình đã là khách hàng của Nha Khoa An Tâm rồi và mình đã được trải nghiệm tất cả các dịch vụ về bọc răng sứ rồi, thì cô có thể chia sẻ về cái quá trình mình làm răng sứ như thế nào được không ạ? Lúc đầu xuống, lần đầu thì xuống thì nha khoa là tư vấn để cho mình làm là bộ răng mới. Ở chương trình đây là tặng được cho mình được 10 cái. Đó là chương trình là có là sự thật là như vậy đó. Dạ, tức là cô đã trải nghiệm chương trình của Nha Khoa rồi và cô cảm đúng thấy rồi. Là chương trình thay sứ kim loại và năng toàn sứ là có thật đúng không cô? Đúng, có thật y như vậy. Dạ, Vậy thì cô Đặng ơi, thì cái ngày đầu tiên mình đến thì mình sẽ được bác sĩ thăm khám nè. Sau đó thì những cái răng kim loại của cô sẽ được lấy ra và mình lấy dấu mới. Vậy thì những lần sau mình sẽ làm như thế nào cô ha? Lần đầu tới thì bác sĩ lấy mẫu răng trong vòng chỉ có 1 tiếng 2 tiếng thôi chứ thời gian không có lâu, rồi cho mình về là khoảng 3 ngày sau là bắt đầu mình lên mình ráp răng sứ, rồi bác sĩ cho về rồi cho mình coi về gia đình là ví dụ như nhìn coi thứ đẹp không, rồi ăn uống là mình cho mình coi ăn là coi nó có thoải mái không. Rồi mà cô về cô thấy rõ ràng là ăn rất là dễ ăn, mà ai cũng khen là đẹp hết á, hàm răng là trắng mà lại đẹp hơn hồi xưa gấp 10 lần luôn á. Này là lần thứ 3 là xuống là làm riêng thực tế luôn. Là lần thứ 3 là trong vòng là 1 tuần sau. Thì chương trình đây đi thì cũng không có nhiều lần. Chứ lần thứ 3 là trong vòng có đi làm mấy hình như là có nửa tiếng là xong à. Cô thấy cái nửa tiếng này rất là nhanh. Thì chỉ với ba lần hẹn tại Nha Khoa An Tâm mà cô đã có một hàm răng là vừa ý đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, thì mình con nghe rất là nhiều người nói là mình phân vân là không biết là mình làm răng sứ rồi ăn uống nó có giống răng thật không. Thì sau khi mà mình ăn nhai chỉ 1 tuần như vậy thì cô Đặng cảm thấy răng sứ ăn nhai nó có khó như mọi người nghĩ không? Không, cô thấy là nhai cũng bình thường, như không đến nỗi gì mà khó lắm. Ví dụ như là mình răng thiệt của mình là 10 phần, nhưng mà nó chỉ có cảm tưởng nó hơi nhẹ nhàng hơn là coi như là 8 phần. Nó vậy cũng là bình thường thôi mà, không có vấn đề gì trở ngại hết á. Dạ, tức là mình vừa thay đổi một hàm răng giúp cho mình đẹp hơn, tự tin hơn và đúng rồi. Vẫn giữ được chức năng ăn uống rất là ok đúng không cô? Đúng rồi, chính xác luôn, đúng là vậy. Dạ, thì cô Đặng ơi, thì mình đã làm răng sứ tại Nha Khoa An Tâm rồi và cô cũng được bên con là tư vấn cũng như là theo các bác sĩ theo sát quá trình làm răng của cô. Thì cô cảm thấy được cái dịch vụ của bên con nó có ok không cô ha? Có, nên bên bác sĩ của mình bên đây là rất là nhiệt tình. Ví dụ như lúc làm hay là lúc có bị đau tí không hay là không đau, nhưng mà làm ở đây cô thấy không ê cũng không tê. Ví dụ như là không thấy nổi mà gọi là đau, gọi là tí xíu nào đó thôi. Đó, cô thấy thực tế là như vậy đó. Thấy là như các bác sĩ ở đây là tay nghề rất là giỏi, mà lại là làm rất là êm ái, mà lại rất là nhiệt tình luôn. Thì cô cũng gửi lời tới các bác sĩ ở đây là cô cảm ơn rất nhiều, rồi đã làm cho cô được cái hàm răng được như ý và ăn rồi rất là dễ chịu mà lại không bị đau nữa. Cô rất là cảm ơn tất cả các bác sĩ ở đây, ở nha khoa tại đây. Dạ, xin cảm ơn cô Đặng ạ. Vậy thì cô Đặng ơi, nhân đây thì cô có lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng nào mà đã làm răng sứ kim loại rồi nhưng mà chưa tự tin hay là còn lo lắng điều gì đó mà chưa dám đến để thay đổi nụ cười giống cô không ạ? Thì nếu ở đây thì cô cũng nói với các chị em phụ nữ hoặc là các anh cũng vậy, nếu mà ai muốn mình lớn tuổi tí rồi, bây giờ mình phải có một tí xíu gì để cho nó gọi là tươi trẻ một chút mà đẹp lên một chút xíu nữa, là mọi người cứ tới chỗ nha khoa ở đây là tin tưởng là gọi là rất đúng và thực tế luôn. Chứ mình thấy, cô thấy hiện tại giờ là rất là
là đúng, chứ không phải với là làm thấy là đẹp mà mình về ông xã thì khen nữa chứ, mà mọi người chị em ở sát bên ai cũng thích, nó bảo thì có dịp là mấy chị cũng xuống làm luôn, nó nói vậy thấy là thấy thực tế mà lại đẹp quá, mấy chị trên trên mình ở đó hay là nói ít bữa nữa xuống làm nói vậy đó. Thì cô cũng có mối ý là nhiều mấy chị em mình phụ nữ thì kệ nó, mình cũng hy sinh một chút xíu cuộc đời mình rồi thì thôi, bây giờ mình chịu khó mình bỏ ra một chút để làm đẹp cho bản thân mình đi các chị nhé. Xin cảm ơn cô Đặng một lần nữa. Và mọi người ơi, nãy giờ chúng ta cũng đã được nghe những chia sẻ rất là thực tế từ quy trình làm đăng sứ và những bước tư vấn thực tế của cô Đặng như vậy. Thì hy vọng rằng chương trình của Nha Khoa Tâm còn rất là nhiều sốc nữa, và mọi người hãy nhanh chóng đăng ký để mình có nụ cười mới trong dịp cuối năm này nhé. Đúng Và một lần nữa thì xin chào cô Đặng và xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của Nha Khoa Tâm nhé. Mọi người cũng đừng quên nhấn nút subscribe để đăng ký và theo dõi kênh YouTube.